Dạ thưa cha, con người ngoại đạo. Con là... Anh là gì? Ngoại đạo. Lại cho thầy nữa thầy xem. Với lại người ngoại đạo nữa, anh tên là gì? Con là tên Nguyễn Bình Bời. Nguyễn Bình Bời, năm nay... Nguyễn Bình Bời. Nguyễn Bình Bời. Nguyễn Bình Bời. Nguyễn Bình Bời. À, Nguyễn Bình Bời tôi... Rồi, bao nhiêu tuổi ở đâu? Năm nay con 50 tuổi. Con được từ người Nghệ An vào. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Hai ơn của Chúa là... Ơn thứ nhất, rồi anh chị em nghe, Nguyễn Bình Mời, Nguyễn Bình Mời được ơn của Chúa, ơn thứ nhất. Thứ nhất, con là năm ngoái, con bị đau, là lên bệnh viện làm lại bác sĩ, báo con là bị viện khoảng lá phổi. Mẹ con nằm điều trị 15 ngày, được khá con về uống thuốc, bị dị ứng thuốc. Thì con liên khám này bác sĩ này là đầu tiên 3 ngày sau là chuyển con ra bệnh viện Hà Nội. Bệnh viện Hà Nội là con nằm điều trị 20 ngày, không xuống được, không đỡ. Mình bác sĩ mình chuyển con lên bệnh viện Bạch Mai. Bạch Mai con nằm 22 ngày. Thì khi là bây giờ là bác sĩ cho con về được 5 ngày, con lại bình tật lại. Thì con lên bệnh viện có tính. Đây là bệnh viện để chuyển con ra Hà Nội lần nữa. Rồi, bệnh bệnh lao phổi bị đã hết chưa? Dạ, con hết rồi ạ. Rồi, hallelujah! Đó là ơn thứ nhất của một người Phật giáo vì bệnh lao phổi được Chúa chữa lành. Còn ơn thứ hai? Ơn thứ hai, dạ, con vào đây thì được là cái ơn của Chúa là dìu dắt con và được gặp Chúa. Là vì con lên bắt xe lần đầu, lấy xe cho con đi mà con không đi. Được xe thứ hai thì là con lên xe thì được... xe lại vô là đến đây là gặp Chúa thì con cũng cảm ơn, tại ơn Chúa là đẹp dìu dắt con là gặp Chúa, con cũng tạ ơn Chúa. Rồi, anh chị em có nghe cái ơn mà được Chúa dìu dắt con vào đến nơi này. Chúa không cần ai nữa và chính Chúa dìu dắt người ngoại đạo này vào dự tiệc lòng thương xót Chúa. Vậy thì những người có đạo mình sẽ bị Chúa hỏi tại sao không ai dìu dắt anh Nguyễn Bình Màu này vào với lòng Chúa thương xót. Mỗi người sẽ phải trả lời trước mặt Chúa, vì Chúa nói rằng là ta mong ước khi ta đến đây vào ngày phán xét và ngày cánh chung, mọi người trên trần gian này đều phải biết đến lòng thương xót của ta. Mà nếu có những người nào không biết đến lòng thương xót của ta thì con, những người biết đến lòng thương xót của Chúa phải trả lẽ trước mặt Chúa, vì không mời người ta vào dự bàn tiệc lòng thương xót Chúa mà phải Chúa phải đích thân Chúa dìu dắt con đến với lòng thương xót của Chúa. Một người ngoại đạo nói câu đó nghe sướng không? Sướng không? Sướng không? Đây, gửi tặng anh Nguyễn Bình Màu một cái máy 300 bài giảng. Rồi. Đi được 15 người là cả bên lương cả bên giáo, trong đó có 9 người lương và 9 người giáo và 6 người lương là 9 người giáo và 6 người lương. Anh vào đây mấy lần tất cả? Con về vào đây là lần thứ 5. Anh ấy vào lần thứ 5 mà lần nào cái anh Nguyễn Bình Màu này cũng đi dắt người ngoại đạo cả lương cả giáo đến với lòng Chúa thương xót. Một tràng pháo tay thật lớn cho anh thưa anh chị ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi gửi tặng cho anh cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi.